chào luôn lộn xộn. Nhận được hàng chưa? Son cho comment, bữa nay có son mới nè, lu lộn xộn. Chị có bán tách ra, bạn là thích son kem 3CE thì cũng tách ra son kem 3CE luôn, muốn mua sao mua à. 135.000. Mua game 100, mua bill 100 là được một phiếu chơi game, 100 là được một phiếu chơi game tính dài tới. Xếp 10 cái đó 135. Ừ, cái này 135 cưng xài gì để cưng 130 à, lu ơi. Tại cái này gói hàng nó hơi cộm thôi. Cái này gói hàng nó hơi cộm, cái này đẹp lắm. Gói hàng nó cộm lắm. Cưng xài thì chị để cưng 130 đó, luôn vô lộn xộn. Chị có tầm 10 set rồi, hiện giờ chị còn có mấy set vậy hết rồi. Hồi sáng giờ bán lẻ, không rảnh on nữa. Xong. Không, cái này cái set mà, cái set nó vậy đó. Nguyên set. Mà nó thơm nha, ba xe này hàng F1 nó thơm rồi, đợt đó có hàng. Cái son kem này là có hàng không phải F1 quá, nó hôi cũng chết vậy. Hàng này hàng F1 nó thơm lắm. Con xài 3 xe mẫu mới chưa? Con xài 3 xe mẫu mới chưa? Rồi ok, chị lấy cho cưng xét. Nó nghe nè, Lubu, cưng có xài màu nu không? Hôm bữa con lấy xét nu hay xét đỏ chị quên này. Cái này nè. Bữa lấy xích nâu hay xích đỏ vậy? Có son sáp không anh? À, có sẽ lấy xích nâu rồi thôi. Chị tưởng đâu à, lấy xích đỏ thì chị đổi cho xích nâu vô đây. Còn có thì thôi, lấy xích đỏ đi, màu đẹp lắm luôn ơi. Rồi, chị để cho cưng một xét. Xếp sáp, đây xếp sáp nè mấy bạn. Xếp sáp 3 xe hàng F1 đàng hoàng. 60.000 một xếp, 60.000. Chị hả? Cưng có lấy, cưng có muốn lấy cái, cưng có muốn lấy son kem không không? Chị lấy son kem không cho cưng. Son 15.000 hả? Ở trên này nè. 15.000, 150 một chục. Đang sale 150 là một chục, một cây là 20.000. Son của Thái sashimi. Son của Thái nghe chắc đẹp bình thường, tại bán lẻ giá sỉ. 15.000 một cây. Mà lấy một chục, còn một cây là 20.000, một chục là 200.000, 150, một chục 150. Màu chất đẹp, son thơm. Mà lấy một chục, còn một cây là 20.000, một chục là 150. Son này luôn. Đó, một cây 20.000. Có hàng à, hàng ao nào 15.000 bạn ơi? Ở đây mà không có hàng ao mà nó hàng phay không à, Trần Di. Chị bán hàng phay không à, bên chị không có hàng ao, em trai, em gái. Đây, sau này chị còn mấy cây nè, đó, 15.000 một cây, 15.000 một cây luôn. Một cặp 30, một cây 20, một cặp 30, một cây 20, bạn là xài màu gì comment em test cho. Son 3 xe lì á, Nguyễn Hồng Anh đẹp lắm, 3 xe lì. Mấy son này son lì, son Thái cũng lì luôn, son này cũng lì luôn. Nè, son Thái lì luôn, son Thái 25.000. Son Thái 25.000. Một chục 200. Bữa nay sale banh nóc thiệt luôn. Hôm qua like hoài không được, bữa nay quạo sale luôn. Like nó bị rớt nó hàng hoài. Hôm qua like nó bị rớt mạng hoài luôn.
màu nu. Em lấy ba xe xong kem cây dài á. Đây. Cây dài này hàng F1. Cây dài này hàng F1 50.000 một cây. 50.000 một cây. Lấy em ba xe xong kem cây dài màu nu. Không, ba xe kem không có cây dài màu nu con ơi. Có cây này nè, có cây này nè, một màu, một màu nu một à. Son Thái màu gì? Màu vàng. Son Thái màu vàng. Lì son bên chị lì không mà Hồng Anh ơi. Yên tâm, bên chị là xài son lì hết. Chia sẻ like bắt đầu mình chơi game mua bill 100 là bắt đầu được một phiếu. Nè chị còn bữa nay chị còn màu nu cỡ này hả? Màu nút cỡ này hả? Ba xe en 50.000 50.000 một cây luôn. Bao hàng F1 luôn nha chị, bao hàng F1 loại 120 nha. Thấy mình không thấy thì dương. Ba xe dài xỉ bao nhiêu? Ba xe dài xỉ 45.000. Cái hàng này F1 chị, em có hàng thường. Son ăn uống được rồi, son ăn uống được, chị con lấy thằng Việt Lép đi. Việt Lép này, Việt Lép này là bao ăn uống được luôn, ok luôn đây. Nghe đồn là ảnh là số 1 luôn đó. Nè, đỏ cam, màu cam, chất rất là đẹp. Đây một cây màu hồng nu, cho chị địa chỉ số điện thoại nghe Trần Di. Cho chị địa chỉ số điện thoại nha. Ký hiệu của màu hồng nu là số 1, ok chị lấy cho cưng. Cho chị địa chỉ số điện thoại. Bill trên 100 chị chốt hàng, bill trên 100 chị chốt hàng, đủ thông tin chốt hàng. Đừng mua mobile 100 được 2 phiếu chơi game đó. Bữa nay là chơi mạnh luôn, bạn nào mobile 100 bao nhiêu sắp? Sắp chứ em. Hả? Hỏi chị gì vậy Hồng Anh? Ừ, địa chỉ inbox, nhưng mà chị nói trước nha, nếu như chị do inbox chị gặp địa chỉ thì chị chốt hàng. Một bill 100 là được 2 phiếu. Tại vì bình thường không chơi game mà được 1 phiếu rồi, mua sản phẩm 100.000 là được 1 phiếu, 200.000 là được 2 phiếu rồi chứ sao 3 phiếu, hiểu không? Có nghĩa là không chơi game là được 1 phiếu rồi. Son ăn uống được, son sáp đúng không? Vậy nếu son ăn uống được, son sáp con lấy 3 xe đi. Con lấy màu gì Hồng Anh? 3 xe đi có thể ok hơn son kem. Cái này là son kem. Son gì comment màu vô chị lấy cho coi Hồng Anh ơi, cho đỡ mất thời gian cưng. Cách chơi chia sẻ lên nhóm chợ 5 nhóm là được chơi game trúng son. Chia sẻ lên nhóm chợ 5 nhóm là được chơi game trúng son hoặc mắt ca ga hoặc là nước hoa. Trúng son hoặc nước hoa. Hoặc nước hoa hoặc là cái chai này. Hoặc là chai này đó. Bữa nay là quà chơi game là rất là nhiều mấy bạn ơi. Quà chơi game rất là nhiều, chia sẻ like, son lì, đừng son kem, rồi ok, comment nào giùm chị. Trên 20 người, trên 20 người là mở game, trên 20 người là mở game á Trần Duy ơi. Không mua hàng hoặc là mua hàng cũng được chơi game nha. Mua hàng thì điền đầy đủ thông tin cho chị. Có, màu nu xếp không, màu nu chị không có xe tép. Cưng mà nếu như muốn coi, cưng lên trang tường nhà chị á. Là chuẩn màu luôn, màu nu là chỉ một hai màu ở ngoài thôi, ở trong set nó không có đủ màu. Màu nu này chỉ bao đẹp cho cưng luôn á. Chỉ bao chuẩn tông. 10 người hả? À, 10 người chơi chị đâu có đủ vốn đâu. Có gì đâu, lâu cưng người ta mở còn 30 người nữa. Có 20 người mà lâu gì. Rồi Lobo chị này chị chốt cho cưng rồi, một set 130 luôn. Chia sẻ like vô chơi game mấy chị ơi.
Màu nu hiện tại chỉ có 116 nè. Đó, 116, 116 cam đất, 116 cam đất bao lì màu nu đó. Tại chỉ có hư cây này thôi, chị test à. Mấy màu ba xe này là chuẩn màu rồi. Hồng nu, hồng nu 114 với 115, 115. Chia sẻ like vô chơi game mấy chị ơi, chị nào chia sẻ like comment chia sẻ rồi em ghi vô chơi game. Mua bill 100 được 2 phiếu chơi game, mua 200 được 3 phiếu chơi game, mở trúng son. Trúng nước hoa, mascara. Thích gì em tặng đó. Đây, bữa nay mình mở game mình trúng cây son này nha. Đó, cây son này rất là đẹp. Trúng son nào mà mình về mà nó phải cái lời cao hơn cái phí ship chứ để em thôi, trúng cái son thường nó thấp hơn cái phí ship mình lỗ, trúng game mà lỗ. BB chống nắng che khuyết điểm. Mắt nước nè, bắt nước này bao không lem nè. Đó, dễ thoải mái bao không lem 30.000. Không cần gì, son nào xài cũng thâm môi hết trơn. Cưng ở đâu vậy Trần Di? Hồng Anh cưng còn đó không Hồng Anh? Comment màu là chị lấy cho cưng coi. Thì Dương chị nè, cưng coi gì chị comment cho chị đi, có bị hack ra không Thì Dương? Cái chống nắng này hả? 45.000. Có cái này cũng được nữa nè, che khuyết điểm nhiều hơn, mua 70.000. Cái này bự hơn nè, lộn xộn. Cái chất này đẹp hơn, dày hơn. Chị cũng sale 70.000 nè. Nó dày hơn, mịn lắm. Độ chống nắng nó cũng là SPF 45 32 cộng. Vô chơi game mấy chị ơi. Son vít Việt lét ăn không choi. 30.000 màu đỏ cam hồng nu. Hai cây thì 50.000, một cây thì 30.000. Nay em sale luôn, em sale luôn. Số 6 đỏ đào. Hồng Barbie số 3. Đỏ cam số 8. Màu cam số 2, màu cam số 2, mướt mịn, ăn không choi. Mấy bạn nào chia sẻ like rồi comment em ghi cho mấy bạn chơi game nè. Lu bu lộn xộn được 2 phiếu nè. Bình thường không chơi game là được 1 phiếu, mua bill 100.000 là được 1 phiếu, 200.000 là được 2 phiếu, nữa là 3 phiếu. Bữa nay chơi mạnh luôn, giá nào cũng trúng game. Trên 20 người là mở game. Mua hàng thì comment đủ địa chỉ số điện thoại em chốt hàng, còn không đủ thì em xả bill, khỏi cần gọi điện thoại, mất thời gian. Mua hàng nhiệt tình thì comment số điện thoại địa chỉ rõ ràng. Đó.
Hồng Nu, Hồng Nu. Hồng Nu số 4. Sơn Thái thơm lắm mấy chị. Sơn Thái thơm phức. Xài son này an toàn, không sợ son Trung Quốc không trôi, không ăn môi. Hai cây 50, một cây 30, hai cây 50. Son 15.000 nè mấy chị, chất mịn đẹp lắm. Son 15.000 tông đỏ không à. Son lì. Khánh Quyền ơi, chị đang sale sát sỉ rồi. Sỉ cái này một chục 100 gử. Sỉ này một chục 100 gử. Sỉ cái này một chục 200. Sỉ cái này một chục cũng 100 gử luôn. Chị đang sale sát sỉ rồi cưng. Chị đang bán lẻ giá sỉ. Lâu lâu rồi khách hàng ủng hộ chị mua lẻ, chị khuyến mãi cho khách hàng bữa. Ba xe sỉ 25.000 một cây. Ba xe 25.000 một cây. Bữa nay bán lẻ hai cây là 50, một cây là 30. Hàng F1 hoàn toàn. Chị không có Zalo Khánh Quyền ơi. Chị ít có bán hàng trên Zalo lắm cưng, chị bán trên Facebook không à. Chị bán hàng là chị bán like. Trong cái like này có cái gì chị bán cái đó. Bán hết bữa khác chị like hàng khác nữa, chị bán nữa. Bữa nay là son Thái nhiều là giá rẻ nè. Son Thái nhiều giá rẻ. Son này cũng đẹp lắm nè. Son này cũng đẹp luôn. Một chục 200, một chục 200, cái 20.000. Rẻ bèo luôn. Cưng mua son gì cưng cứ inbox lên đây luôn đi Khánh Quyền ơi. Inbox mẫu luôn đi chị lấy luôn à. Địa chỉ có thể cưng comment đi, còn địa chỉ thì mình nên post sau. Cứ comment đại đi. Thì sẵn hàng cho nó nhanh. Đặng coi mặt hàng nào coi luôn, còn vô inbox kêu chị gửi hình, chị không có gửi hình cho mình post nha. Mình mua gì cái mình comment cho dễ, chị lấy luôn à. Ba xe đâu rồi ta? Đây, ba xe 214. 214 nó đẹp lắm mấy chị ơi, 214. Bao lì luôn, chất đẹp luôn. Test rồi để một bên. Còn cái 213 nữa nè. 213 đó, chất nó cũng đẹp luôn. Cái cây này test rồi đánh dấu. Chị đang hỗ trợ khách hàng mua lẻ. Tại khách hàng mua lẻ ủng hộ chị nhiều lắm. Mua lẻ giá sỉ, inbox đi. Địa chỉ thì cũng được, nhưng mà comment hàng ngoài. Đây xếp ba xe kem, ba xe lì luôn. Ba xe kem, ba xe lì ghẻ bèo luôn. 2 4 5 cây, mỗi ông thứ 5 cây, xài cả năm luôn. Bán lẻ giá sỉ, bữa nay bán lẻ giá sỉ. Thơm lắm nha, ba xe thơm không có bị hôi nha mấy chị. Ba xe thơm không có bị hôi. Cái xếp nó màu rất là đẹp. Một trăm 135.000, sỉ thì 120.000, nó đủ màu luôn rồi. Ok, chơi game chia sẻ like đi rồi chơi game Thí Hiền ơi. Đó, ba xe kem quá đẹp luôn. Đỏ, đỏ cam, đỏ đất, đỏ tươi có đủ hết. Ba xe một set 135. Chơi game trúng son Thí Hiền ơi. Đó, đó, chất rất là đẹp. Thơm lắm, thơm mùi kẹo, không có bị hôi, thơm mùi kẹo, không có bị hôi.
chào chơi game hay gì cưng, chia sẻ like chơi. Ừ thế hẹn chia sẻ là được rồi cưng, chị cảm ơn cưng, chia sẻ là được chơi. Bạn nào mà không mua hàng là được một phiếu, bạn nào mua hàng 100 là được một phiếu, 200 là được hai phiếu, chứ sao 3 phiếu. Đó, ba xe chất rất là đẹp. Thơm nữa. 135.000 một set, 135.000 một set, bạn nào lấy kem không chị cũng bán, lấy lì không chị cũng bán luôn. Chơi game trúng son, chơi game trúng son trúng cây này, không lấy cây này thì lấy cây BB, không lấy cây BB thì lấy cây kẻ mất nước, không lấy kẻ mất nước thì lấy mắt Kaga. Đó, mấy bạn muốn chọn cái gì chọn, tại vì khi mấy bạn không có thiếu cái gì xài đó, các bạn thích cái nào, không thích son là lấy cái khác. Nào test rồi đâu rồi, 23, 24. Son 3 xe 25.000 một cây, 2 cây 50, 2 cây 50, 1 cây 30, 2 cây 50. 1 cây 30, 2 cây 50. Chào Trang Phạm. Này nè, một chục 150, một cây đi 20, một chục 150, một cây đi 20 đó. Cái này một cây 25, một chục thì 200, một cây 25, một chục 200. Hộp 3 xe bao nhiêu? Hộp 3 xe đang sale 135.000, 135.000 chỉnh sửa. Hộp 3 xe. Rồi bắt đầu chị ghi chơi game nha. Hai phiếu hả? Tôi mua gì mà gần hai phiếu thế Hiền? Chia sẻ là một, có nghĩa là không mua hàng thì được một phiếu, còn mua hàng 100.000, 100.000 được một cái, bắt đầu mua hàng là 100.000 trở lên. Tôi mua hàng gì cũng được hai phiếu thế Hiền. Rồi bạn mà chia sẻ comment lên, em đang ghi thăm nha, đang ghi thăm nè. Lubu mua gì thêm nữa không? 100 mấy rồi đó, được một phiếu, được hai phiếu rồi đó, được một phiếu hai phiếu rồi đó Lubu ơi. Xếp ba xe bao nhiêu? Ba xe nào? Ba xe này hả cưng? Chị đang sale 135.000, còn xếp này, một xếp này chị đang sale 60.000, 60.000 chỉ còn xếp 1, xếp nu. Không có chia sẻ rồi ok. Chia sẻ không mua hàng chỉ được một phiếu thôi Thí Hiền ơi. Có mua bill là bill 100 là được một phiếu, bill 100 là được một phiếu, giá nào cũng trúng game. Bữa nay chơi lớn luôn, Thí Hiền comment chữ gọi giùm chị nè. Rồi bạn này chia sẻ mà comment mà chị chưa đọc tên, comment 2-3 lần nhìn chị nha. Nhiều khi chị sót nha mấy đứa ơi. Tại chị nhìn xuống xếp 10 cây đó màu gì? Xếp 10 cây đó màu đỏ nè. Này là son kem nè. Son này là son kem nè, màu mà son lì cũng màu này luôn, màu đỏ. Rồi để chị ghi nha. Khoan đợi chị ghi không kịp nè. Bạn Thí Hiền comment chứ rồi. Xin Trần, bạn Thí Hiền comment chữ gọi giùm chị nha. Xin Trần comment chữ gọi giùm chị luôn. Xin Trần comment chữ gọi giùm chị luôn. Có chia sẻ liêu mới được trúng game nha mấy chị. Phương Bích,
giả chia sẻ Phạm Trang. Phạm Trang chơi game trúng, thí dụ không thích son thì lấy mắt nước, không thích mắt nước thì lấy cái BB chế phép điểm, không thích BB chế phép điểm lấy mắt Kaga. Chia sẻ là được chơi game, chia sẻ là được chơi game. Thí hiện comment chữ rồi, Phạm Trang comment chữ rồi. Thảo, Thảo Như được không cưng, có chơi game với chị không? Nhỏ Sến đã chia sẻ. Chúng son ba xe e luôn nghe mấy chị, chúng son ba xe e luôn. Muốn lấy son nào lấy. À gì ra, Nhỏ Sến chia sẻ rồi, Nhỏ Sến comment chữ rồi. Lý Nguyễn Thị. Lý Nguyễn Thị comment chữ rồi giùm chị, comment chữ rồi giùm chị nha. Comment chữ rồi. Lý Nguyễn Thị. Tới Lã Thanh. Lã Thanh comment chữ rồi giùm chị, Lã Thanh comment chữ rồi giùm chị. Phương Bích. Thí Diễm. Nhỏ Sến. Nhỏ Sến chị ghi gọi đó, Nhỏ Sến ơi. Phạm Trang chị ghi gọi, comment, comment chữ gọi giùm chị, comment chữ gọi. Phương Bích. Phương Bích comment chữ gọi giùm chị. Lý Nguyễn Thị comment chữ gọi. Lý Nguyễn Thị comment chữ gọi giùm chị. Mỹ Linh. Mỹ Linh comment chữ gọi giùm chị. Mỹ Linh comment chữ gọi giùm chị. Lã Thanh comment chữ gọi giùm chị, nãy chị ghi rồi. Xiên Trần đúng rồi comment chữ gọi đúng rồi đó. Lã Thanh, Phương, Trần Ngân. Chào em gái Trần Ngân. Trần Ngân comment chữ gọi giùm chị. Còn còn bạn nào chị chưa ghi nữa không? Lý Nguyễn Thị, em chưa bao giờ được quà, mong lần này may mắn vậy hả cưng. Chơi với chị cũng dễ trúng lắm. Phạm Thị Kim Cúc, ok. Phạm Thị Kim Cúc comment chữ rồi. Phạm Thị Kim Cúc, em chưa ghi. Ngọc Nhung chia sẻ giùm chị chưa. Trần Ngân, Trần Ngân chị ghi rồi, comment chữ rồi em chị. Phạm Thị Kim Cúc comment chữ rồi, đúng rồi. À, Ngọc Nhung, Ngọc Nhung comment chữ rồi giùm chị, có chia sẻ chưa? Mấy bạn ơi, mấy bạn chia sẻ đi để mà trúng thưởng rồi cái không thấy chia sẻ không được nhận quà buồn lắm, chia sẻ giùm chị đi. Doãn Tính, Phan Doãn Tính chị chưa ghi, Phan đã comment chữ rồi, cưng chia sẻ rồi chưa Doãn Tính? Cưng chia sẻ rồi chưa Doãn Tính? Lu bu lộn xộn có đó không chị ghi game? Lu bu lộn xộn mua hàng được 2 phiếu, Lu bu lộn xộn mua hàng được 2 phiếu. Bích Phương ghi gọi, Bích Phương chị ghi gọi Bích Phương ơi. Bích Phương gọi. Em chia sẻ rồi, Doãn Tính, ok Doãn Tính nè. Ngọc Nhung ghi em chưa, ghi rồi Ngọc Nhung ơi. Ghi rồi Ngọc Nhung ơi. Pha Lê ghi em với, chia sẻ chưa em gái, chia sẻ mới được trúng game nha, chị nói trước nha. Không chia sẻ là không được trúng game nha. Pha Lê ok, comment chữ gọi em chị. Nguyễn Yến Nhi. Ghi gọi Trần Ngân, chị ghi cưng gọi. Nguyễn Yến Nhi. Thu Phương. Ok, ghi em với. Rồi, Nguyễn Yến Ngân comment chữ rồi. Chị ơi, bao nhiêu một cây vậy chị? À, cưng hỏi chị cái gì vậy Phương? Chị đang ghi cho mấy bạn mà Thí Hiện. Văn Tiên. Chưa nè, bắt đầu ghi Văn Tiên nè. Thu Phương. Thu Phương comment chữ gọi em chị. Thu Phương. Son có hộp màu đen là son gì?
Son có hộp màu đen là son nào? Comment gửi giùm chị nha. Bích Phương gọi, Thu Phương gọi, Linh Nhoi. Linh ơi, chia sẻ like giùm chị nghe Linh. Linh Nhoi comment chứ gọi giùm chị. Em với chị yêu ok hệ thống nè. Linh nè, tới hệ thống gì nè. Messenger nè, Messenger nè, hệ thống Messenger nè. Trong gô á chị, trong gỗ. Trong gỗ là son nào trời, son này hả? Son này là son kim tuyến, còn son này là son nát. Son kim tuyến là cái này nè. Đây son kim tuyến nè. Bữa nay chị sale son kim tuyến 120, chị sale 70.000 luôn. 120 chị sale 70.000 luôn. Năm bạn đầu tiên mua đỏ cam. Đỏ, nó nghe nè, bây giờ chị bắt Khải nè. Ê Khải ơi, chị quên gửi hàng cho cưng rồi. Trời ơi, chị nói để chị gửi hàng mà mấy nay chị lu bu. Ghi em dưới, Nguyễn Thảo, ok. Sao ghi cưng để bể bữa nay chị gửi nha Khải ơi. Có đi Khải. Kem nền này hả? Đây, kem nền bên này là sale 70.000 đồng giá. Bạn nào xài gì xài. Đó, cái này là BB màu tím nè, che khuyết điểm nè. Cái này lăn cơm này, Nivea, cái này BB. BB che khuyết điểm luôn, 70.000 đồng giá, logo 70.000 luôn. Ghi em dưới Hân he ghi. Bốn mươi người mà mấy bạn chơi mà đợi chị ghi một cái này. Chứ không phải chị ngưng chị bán hàng đâu Thúy Hiền. Son quýt 30.000, hai cây 50, son quýt Việt Led, Nguyệt Hồng viết tên chị. Chờ em chỉ gọi em chị nghe. Hương Hoàng Mai comment chỉ gọi em chị. Đông người chị bắt một lượt một luôn à. Hương Hoàng Mai đông người chị bắt một lượt cho nó nhanh. Nguyễn Thảo chị ghi rồi. Nguyễn Thảo phấn nhũ bao nhiêu? Phấn nhũ hả? Chị không có phấn nhũ nha. Ghi em chưa? Linh Nhoi ghi rồi. Son kim tuyến màu gì? Màu đỏ cam, đỏ tươi. Mình muốn mua. Sao Tâm Phạm mua gì? Tâm Phạm mua gì? Cái gì? Nguyễn Toan, son mắt bao nhiêu? Son này hả? Đang sale nè, 25.000, còn 3 cây à. Son mắt màu đỏ. Đúng rồi, nhiều phải bắt hai lần thấy hiền. Dạ, có lại chào anh nè. Đợi chút đi con. Giá đang sale tôi mua, ví dụ như một chục cây, loại này là 150, loại này cũng là 150, loại này chục cây 200, chục cây 200, mua nhiều nữa cũng vậy thôi. Xếp xong ba xe, 2 tầng, 135.000, shop ba xe, chưa bóc, chưa nữa. Có em chưa, Hương Hoàng Mai chưa, Hương Hoàng Mai. Mua 5 sản phẩm được free ship không? Không Nguyễn Đoan ơi, mình coi mình không có hứa 5 sản phẩm. Son hộp đen phía dưới là bao nhiêu? Mình không có hứa 5 sản phẩm là free ship, nhưng mà có thể tặng quà hơn cái giá free ship nữa đó nha. Cái này hả? Cái này chị có đăng lên Facebook không? Có. Cái hình như chị không có đăng á, thường chị bán trên live không? Nè. Bán lẻ 25.000, một chục là 20.000, một chục là 20.000 một cây. Thích son, ừ Ngọc Nhung, nó nghe là để chị lắc like cái nha. Ship Lai Châu bao nhiêu? Nguyễn Long Lai Châu nằm đâu ta? Sale mà phải ship gì? Ừ mà chị sale nhưng mà mua bill trên 200 chị vẫn tặng quà trong đó, chứ chị không phi ship nhưng chị tặng quà còn hơn phi ship nữa. Một set nào Hương Hoàng Mai? Em coi xếp Thủy Tiên. Cái này hả Thủy Tiên? Son kem, son lì có đủ. Đang sale 135.000 còn 5 xếp. Em chưa có, chị ghi gọi, mới ghi gọi đó. Chị mới ghi gọi luôn.
mình muốn mua nhiều son ebook mình nhé, mua 10 đến 20 cây. Tâm Phạm lựa luôn đi nghe Tâm Phạm ơi. Lựa mẫu là chụp hình mẫu rồi chị báo giá nha. Ghi gọi Hương Hoàng Mai chị mới ghi cưng gọi. Son kem ý Tâm Phạm việt led bao nhiêu? Việt led 25.000 một hai cây. Một set comment địa chỉ số điện thoại giùm chị nghe. Chị có ghi cưng gọi Khải, chị có ghi cưng gọi cây ghi Khải. Thấy bắn tim quá trời mà. Cho em coi son 15. Nè son này tông đỏ không à, đỏ tươi hoàn toàn, đỏ tươi. Nó 15.000 tại vì nó có con tông. Cái son này chị đang sale nè, 15.000 mà mua một chục mới là 15.000 một cây, còn một cây là 20.000 son Thái. Sao dạ, gọi đầu cho nó cái luôn đi. Cho nó đây đi. Món này đi mẹ kêu nó tư quá. Có gọi đầu không mà ngủ đồng bọn qua làm gì? Tắt like nè, gọi cho con. Để nó tư qua lộ bộ tội nghiệp nó tư. Xong rồi đưa con về. Rồi, vừa đứng lên, ướt đít. Muốn má tư qua mà. Muốn má tư qua thì má tư qua. Em lấy hai loại đó, mỗi loại 10 cây. Nhung Phạm inbox cho chị đi, Nhung Phạm ơi. Nhung Phạm inbox giùm chị nha. Xét son kim tuyến em coi. Xét son kim tuyến chị không có xét nha, chị có cây không à. Có son kem 3CE không? Có son kem 3CE. Hàng F1 50.000. Đây son kim tuyến. Đỏ tươi. Xếp đủ màu nằm bên trên. Xếp đủ màu. Xếp này đúng không cưng? Thí Hiền nè. Đó chị chưa bán được một món luôn. Ghen hoài, rủ chơi game hoài. Đợi chị một cái. Chào Bùi Ngọc Thủy. Xếp thanh quá bao nhiêu? Chừng 25.000 à. Ship bao nhiêu? Đó đó đó. Kế bên màu đen. Được. Ừ. Nè, cái này là một cây là 25.000 mà một set gì là 20.000. Đó. Thấy chưa? 20.000 một cây 2, 4, 6, 8, 10, 12 có 120 thôi, xài cả năm luôn. Thấy ghét không? Tôi ghi bình luận của đó thì tưởng chị không, tại vì là trả lời mấy bạn nè. Mấy bạn hỏi mà trả lời không kịp. Có Hoàng Mai rồi, Hương Hoàng Mai đi rồi. Cái bút. Mua con kem chị, chủ yếu son 3CE, son chu, chị không có son chu. Cũng không có sao gì cưng anh bóp luôn. Chị chỉ có mở xong 3CE thôi. Hỏi thôi chứ chị chưa bán được gì hết trơn á. Chị chưa bán được gì hết trơn đây. 3CE nè 135.000. Chưa ghi một bill luôn. Bây giờ bóp game nè để mấy bạn nó hói hoài. Xếp 3CE 135.000. Đang sale còn 5 set. Ba xe 135.000 còn 5 set. Bạn nào comment trước mua trước, bạn nào comment trước mua trước để cho em Tâm Phạm. Ok, địa chỉ số điện thoại nha. Tâm Phạm chị ghi trong cái set xong luôn á, để thôi chị quên. Có địa chỉ số điện thoại chị chốt hàng, còn không hồi đó là em một phiếu ghi gọi bộ thủy.
Facebook em dưới. Ừ đợi chị cái nó nghe nè, bây giờ là chị sẽ bóc game, bóc game xong rồi chị tắt like một cái, một xếp bao nhiêu, xếp bao nhiêu mượn hỏi. 5 kem 5 lì bóc nè, thấy hiền. Ship sao, ship bưu điện nó thu cưng ơi, xong rẻ ghê à. Nhung Phạm một xếp comment địa chỉ số điện thoại gõ cho chị. Chị là xong sale không có kênh mua hàng mà không có địa chỉ số điện thoại chị mới chúng nè, chúng nè. Linh Linh nó bưng lên quà Linh đi. Linh nhau. Chúc nghe phim mặn. Bán đoạn. Mấy bạn mình mà nhoi. Linh nhau. Ok. 8 2 1 6 8. Bạn Linh chưa nhận quà chưa? Bạn Linh Nhoi, bạn Linh Nhoi có đó mà bị hát ra rồi. Bạn yếu rồi, ok có Linh Nhoi, lấy cái gì comment cho chị Linh Nhoi ơi. Lấy cái gì comment cho chị, lấy cái rồi tiếp tục. Bạn tiếp theo nè, đông bạn này mình chị rất nhiều. Ừ chị biết rồi Linh Nhoi ơi, chị nghe rồi, mạng lắc quá. Ừ ai Phạm Trang, Phạm Trang trúng thưởng nè. Phạm Trang mới comment chị nè. Phạm Trang son kem chị còn 3 xe với son việc bóc nữa rồi nè. Son kem chị còn son việc led. Phạm Trang vô trúng quà nè. Phạm Trang mới tức thì đâu mất tiêu rồi ta. Đây đúng rồi Phạm Trang. Rồi nhận gì comment vô. Địa chỉ số điện thoại inbox cho chị. Địa chỉ số điện thoại inbox cho chị nha. Sĩ Son không chị ơi, chị đang sale xác sĩ 3 xe màu đỏ nha. Rồi Phạm Trang comment. Sao con kỳ quá vậy? Chỗ người ta làm con làm gì vậy? Thôi đừng có khóa tôi nữa, tôi dặn rồi mệt quá à. Rồi bóc một người nữa nha, bóc một người nữa nha. Comment địa chỉ số điện thoại inbox cho chị quà luôn nghe mấy đứa ơi. Lubu lộn xộn trúng game nè, cưng đâu rồi, Lubu lộn xộn. Lubu lộn xộn trúng game nè. Đâu mất tiêu rồi. Rồi comment lên trúng game nha. Comment cho chị, comment cho chị. Ê bể cái hồ nghe, lên đó là bể cái hồ xuống. Coi rồi nè, cái kiến đó kìa. Alo, cưng comment không được hay gì? Alo. Mạng bị lắc comment không được hay gì? Rồi ok, chị để game cho. Cây sơn màu xanh dương có hình cô gái nhiều. Cây sơn màu xanh dương có hình cô gái.
Cây sâu nào có cái mẫu đó vậy? Rồi comment inbox cho chị nha. Bạn nào chúng game inbox cho chị nha. Rồi lũ bu lộn xộn nhận luôn. Inbox cho chị nghe mấy chị mấy bạn ơi. Mạng yếu quá chị tắt like cái hồi chị like lại. Mạng yếu quá trời, nó lắc quá trời à.